Ngày 12 tháng 12 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh kết hợp khoa đột quỵ đã cứu sống hai bệnh nhân xuất huyết não do vỡ túi phình nguy kịch. Nhờ phối hợp nhiều kỹ thuật chuyên sâu can thiệp nội mạch, dẫn lưu não thất, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết não thất và phẫu thuật kẹp túi phình. Trường hợp thứ nhất là anh BMT, 27 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Cách 3 giờ trước nhập viện, anh T cảm thấy bị nhức đầu, rồi đột ngột hôn mê nên gia đình đã đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây các bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não và chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với chẩn đoán xuất huyết nội sọ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nếu không được xử trí kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiến hành hồi sức tuần hoàn và hô hấp cho bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền. Kết quả cho thấy có búi dị dạng động tĩnh mạch não vị trí gần não thất bên ở bên trái. Các bác sĩ đã tiến hành nút dị dạng và bảo toàn các nhánh mạch máu lành. Tiếp đó bệnh nhân được phẫu thuật để dẫn lưu máu và dịch trong não thất ra ngoài làm giảm áp lực trong sọ. Qua nhiều ngày điều trị tích cực sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp xúc được sinh tồn ổn định, tự thở và vẫn đang tiếp tục điều trị phục hồi. Tương tự trường hợp thứ hai là cụ bà LTK, 75 tuổi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng đau đầu dữ dội, vùng chẩm, nôn ói liên tục khoảng 3 giờ trước khi nhập viện. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não ghi nhận bệnh nhân bị xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ túi phình động mạch thông trước, tắc động mạch não trước phải đoạn A1. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bà K bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch thông trước. Do vị trí túi phình không thuận lợi cho kỹ thuật can thiệp mạch não nên ekip bệnh viện đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật kẹp túi phình cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động hai tay tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.